Trời ơi, nó ngay quá, sao nó đẹp dữ vậy ta? Rồi, khoan, rồi xin chào các bạn nha các bạn. Thì bữa nay anh em mình đi 200, nãy giờ bạc trắng này rồi các bạn. Thì mùa rồi mình cũng có làm cái clip 200, mùa này cũng vậy. Bữa nay đi xa, anh Phát ăn tuốt trên cây rồi. Ủa, các bạn thấy anh không? Chào bạn nha. Rồi, anh tôi nói với bạn. Đó, thì căng rồi bây giờ không? Anh đứng ngoài anh rung, à trên cây anh rung, còn mình dưới này... nhỏ thôi. Văng từ ngoài kia có rớt ra ngoài không? Ừ. Đầu quần ngọn á. Đâu? Mấy cái bị rớt ra ngoài. Không, không rớt đâu. Anh văng anh cái nhánh anh đang đứng á. Không? Không, cái nhánh đó chiếu xuống là không rớt, không rớt ra ngoài. Ngoài mấy cái ngọn ở ngoài á. Còn mấy cái ngọn ngoài từ từ đi. Hứng gì được. Nó cũng chung mà. Không được. Không được phải không? Rồi. Ừ. Quay dưới đây anh rung nha. Rồi rung đi. Đó. Rồi rớt ra ngoài hơn nhiều quá nhau. Thôi nghỉ đi. Nghỉ đi, để sửa bạc lại. Rớt nhiều quá. Ngủ ta. Thôi gì bên đây trước. À rung bên đó đi. Ôi ơi, nó như mưa luôn, nó như mưa luôn. Mưa trăm anh em ơi. Rồi. Thôi anh Phát anh nó rớt một nửa ra ngoài. Anh nói rồi, ở trong đây không cặn. Rồi thôi từ từ đi, còn nhiều không? Nhiều lắm, xả dây rồi ra. Rồi xả dây mất. Ở trong đây không cần mà anh nhìn anh biết không đủ. Ê. Vậy mà. Công nhắc. Rồi là rung đi. Rung hết chưa? Rồi. Rất được chưa? Vô rồi. Đó. Nhìn chỉnh chưa? Đó, đẹp không? Cái bạc nhỏ quá. Đó, vô rồi, đúng tâm nó rồi đó. Đúng rồi. Vậy mà anh còn đòi trừ lương em là sao? Đó, ngay rồi. Sao? Được rồi mà. Đó, ngay chốc luôn á. Khoan nha, dứt luôn hả? Rồi, đúng ý rồi. Còn cái nhánh đó nữa hả? Khoan, rồi đúng đi. Trời ơi, nó ngay quá, sao nó đẹp dữ vậy ta? Ừ. Hết rồi. Ngay không? Ngay rồi. Nhưng mà hết rụng rồi. Đó. Chuyến này em phải đòi tăng lương. Má tao ghê chấm chấm thằng nhiều rồi đòi tăng lương ta. Rồi bây giờ mình xuống mình gom nha các bạn. Mình xuống mình gom. Ờ. Mình xuống luôn hả? Rồi xuống đi.
Rồi, để mình xuống mình gom cái mớ trăm này, mình sẽ lên cho bạn xem thành quả của anh em mình buổi sáng này nha bạn. Rồi, anh em mình đem lên bờ nha các bạn. Tổng bạc luôn các bạn. Chắc cả chục ký hả vậy? Hơn. Nó rinh lên thấy nặng lắm. Hai trái trăm nha các bạn. Cây này còn nhiều lắm rồi, mà tại vì nó chưa nhiều trái mà không biết sao nó rung nó không rụng nha các bạn. Vài bữa nó rung tiếp. Đây cho các bạn coi lại nha. Xin phép mình kết thúc video đây luôn nha các bạn. Và xem video thấy hay thì nhớ like và chia sẻ với mình nha. Chào các bạn.